Bản tin tôi tiếp tục với các nội dung đáng chú ý. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định truy tặng huân chương lao động hạng 3 cho 2 nhân viên y tế có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn, nguyên trưởng trạm y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè và điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trong quá trình tham gia phòng chống dịch, bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn được phát hiện mắc COVID-19 từ giữa tháng 7 và mất vào ngày 4 tháng 8 sau 2 tuần điều trị hồi sức tích cực. Nữ điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng được xác định mắc COVID-19 ngày 31 tháng 7, nhập viện điều trị ngày 1 tháng 8 và qua đời ngày 13 tháng 8 năm 2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa ký quyết định truy tặng bằng khen cho 18 cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các cá nhân này có người là dân thường, có người từng tham gia công tác hội đoàn tại địa phương, từng là chiến sĩ dân quân, các tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, bảo vệ khu phố, cộng tác viên đội trật tự đô thị. Điểm chung của những người được truy tặng là từng tham gia công tác phòng chống dịch, bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình công tác và đã mất vì diễn biến nặng. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu do việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16. Cụ thể là trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 39 người. So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2020, thì số vụ tai nạn giao thông đã giảm 66 vụ, chiếm 53,6%, giảm 31 người chết, chiếm 56,3%, giảm 65 người bị thương, chiếm 62,5%. Lưu lượng tham gia giao thông của người dân giảm, chốt kiểm soát dịch tại nhiều địa phương cũng được kiểm soát chặt chẽ, nên tình trạng giao thông cơ bản là thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Thưa quý vị, trầm cảm là một vấn nạn trong xã hội hiện đại và nó nghiêm trọng hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhiều quý vị đang theo dõi chương trình này cũng có thể đang là nạn nhân của trầm cảm, nhưng không nhiều người để ý tới những dấu hiệu bất thường, cũng có thể là xem nhẹ căn bệnh này. Cho tới khi đọc cuốn sách Đại Dương Đen của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang thì ai nấy đều giật mình nhận ra rằng trầm cảm thật sự là đáng sợ. Covid, cách ly, rồi quan hệ với bạn trai hiện nay của tôi gặp trục trặc. Tôi thấy rõ là mình đang chìm dần xuống sự quay vòng của trạng thái thịnh nộ như mất trí. Không hẳn là tôi muốn chết, nhưng chắc chắn là tôi không muốn sống. Tôi đang không ổn, rất không ổn. Liệu tôi có đang ở tình trạng của những ca mà tôi nghe được lâu nay, người ở cùng và chăm sóc những người trầm cảm lâu ngày cũng thành trầm cảm. Đến tuổi này thì tôi cũng không biết mình sinh ra trên đời này, sống trên đời này để làm cái gì. Chia sẻ của những người trong cuộc về trầm cảm có thể gây sốc với nhiều độc giả khi đọc Đại Dương Đen, và còn sốc hơn nữa với những con số thống kê về căn bệnh này. Nếu bạn có 1.000 người bạn trên Facebook, thì 70 trong số đó mắc trầm cảm trong năm vừa qua. Phụ nữ mắc trầm cảm nhiều gấp đôi nam giới, trong khi khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Chi phí điều trị trầm cảm sẽ ngày càng trở thành gánh nặng của xã hội, khi trầm cảm nặng có thể gây ra mức độ khuyết tật tương đương với tổn thương não vĩnh viễn, ung thư vú đã di căn. Chỉ có những ai đó đã bị cái bệnh này rồi là 4, 3, 4, 5 theo đuổi bác sĩ để sửa chữa rồi, thì ít nhiều là có kinh nghiệm một chút. Chứ còn người dân bình thường thì làm sao người ta biết được. Cho nên là tương đối bị cô lập, hoàn toàn là dựa vào thuốc. Nhưng mà sự thật thì cũng không thỏa đáng lắm. Một bác sĩ khám bao nhiêu bệnh nhân, xếp hàng dài dằng dặc, giờ đâu mà người ta ngồi tới diễn giải cho được một từng từng. Mà người ta chỉ đảm bảo là khám, rồi bán, rồi kê đơn, rồi thuốc, rồi nói một vài câu gì đấy, thêm nữa nói mỗi rồi. Người khác vào hiệu quả thấp. Đại Dương Đen là một trong ít những cuốn sách đề cập chuyên sâu đến căn bệnh trầm cảm được viết bởi một tác giả người Việt Nam. Không chỉ chia sẻ những câu chuyện trong bóng tối từ người trong cuộc, cuốn sách hệ thống lại toàn cảnh lịch sử, nguồn gốc,
hình hài của căn bệnh, những thông tin cần thiết để người đọc không chỉ có cái nhìn khoa học mà còn có sự thấu cảm với những người đang mắc phải căn bệnh này. Xã hội cần phải thay đổi là cái kiến thức về cái tác hại của nó. Thứ nhất là nó là cái gì, dấu hiệu ra sao. Cái thứ hai là tác hại của nó là gì. Và cái thứ ba rất là quan trọng là cái định kiến và cái sự kỳ thị. Bất cứ một cái xã nào, một cái phường nào cũng có một cái trạm y tế, thì tại sao chúng ta lại không có một cái trạm y tế tinh thần? Sẽ cần phải thay đổi nhận thức về căn bệnh trầm cảm. Đó không phải là nhận thức của xã hội, mà là dành cho mỗi người. Vì có thể chính bạn cũng không nhận ra mình đang là nạn nhân của nó. Chỉ khi hiểu về trầm cảm, chúng ta mới biết phải đối mặt với nó bằng cách nào. Sống trong những ngày giãn cách có thể gây ra sự cô đơn, đặc biệt đối với người cao tuổi hoặc những người sống một mình. Sự căng thẳng và tình cảnh khó khăn trong thời gian này có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm với tất cả mọi người. Để giúp mọi người có thể đi qua đại dịch, dự án phi lợi nhuận chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19 đã ra đời. Thông qua đường link có sẵn trên Facebook hay hotline của dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19, người dân đã có thể đăng ký được hỗ trợ miễn phí giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sau 2 tháng kể từ khi triển khai, dự án đã tiếp nhận hơn 600 trường hợp cần hỗ trợ và hơn 300 trường hợp cần hỗ trợ chuyên sâu, lâu dài. Các đối tượng tương đối là đa dạng, kể cả đối tượng là các em nhỏ, các trẻ em cho tới là người lớn và người già, là một đối tượng khá là đa dạng và rất là nhiều các vấn đề khác nhau. Tuy nhiên thì những cái vấn đề mà chúng tôi thường nhìn nhận và nhìn thấy rõ và thường gặp nhiều nhất là các cái vấn đề liên quan đến những cái vấn đề sức khỏe tâm thần, như là các tình trạng như là lo âu, trầm cảm, các cái phản ứng như là cảm thấy cô lập, hoặc là một số các cái vấn đề khác, hoặc là những cái vấn đề mà chúng tôi thường thấy như là các cái phản ứng khủng hoảng, stress cấp tính. Và đối với trẻ em thì chủ yếu là các vấn đề liên quan đến lo âu, các vấn đề liên quan đến rối loạn hành vi. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, thời gian này có đến 3/4 cộng đồng có vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó có 30% có nguy cơ, triệu chứng của rối loạn tâm thần. Đối với mỗi trường hợp, các bác sĩ, chuyên gia công tác xã hội của dự án phải tiếp nhận, xem xét cụ thể và xây dựng lộ trình riêng để đảm bảo hiệu quả công tác chăm sóc bệnh nhân. Mục tiêu của chúng tôi không phải là chỉ tập trung vào cái xử lý can thiệp khủng hoảng ban đầu, mà mục tiêu của chúng tôi là tập trung vào việc đánh giá một cách toàn diện, xây dựng một cái chiến lược và tư vấn điều trị cho những cái thân chủ bệnh nhân có cái rối loạn tâm thần hoặc sức khỏe tâm thần như bình thường mà chúng tôi đã thực hiện bởi các bác sĩ tâm thần, các nhà tâm lý lâm sàng hoặc là các nhân viên công tác xã hội lâm sàng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi người dân nên duy trì thói quen sinh hoạt tích cực, vận động thể chất, tự tạo nguồn động lực và các hoạt động có ý nghĩa để duy trì tinh thần tích cực, luôn sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đặc biệt trong đại dịch, cân bằng các chỉ số hạnh phúc, chia sẻ và giải quyết các vấn đề tâm lý cũng chính là nguồn vaccine tinh thần để giúp người dân dễ dàng ứng phó trước khủng hoảng của dịch bệnh.